À, đây là Mạc Hồng Quân thể hiện sút phạt. Còn đây là Son Đỗ Mê Son. Henrio. Henrio. Nazaro de Lima. Lima. Khoan, đến đây bây giờ là phát hành. Thủ môn đây là thủ môn Trương Ngọc Hòa. Bên này. Tiến Anh. Làm gì? Không vào. Rất đáng tiếc là bóng đã trúng cột chọc. Đây là đôi giày của Văn Thành đã bị rách rồi nha. Bây giờ Văn Thành chú đây. Anh làm gì nào? Đây nào. Wow, tuyệt vời. Và đặc biệt đây là Mạc Hồng Quân. Đây là quả bóng quyết định này. Hello. Number one. Philip. No go, Philip. Hả? Ronaldo. Kiểu lấy đà cái kiểu Ronaldo. Nhưng mà sút bóng như Lima. Vào. Hey. Vui quá. Đây, máy quay phải bắt hình liên tục. Mà Quân lấy tư thế nè. Chạy nè. Tốc độ đây à. Tiến Anh à. Tiến Mịp. Đúng rồi, Tiến Mịp. Tiến Mịp. Quả kia thế, quả kia mà không quay em. Quả ấy em đá đâu biết. Đây. Cảm ơn. Wow. Vui. Vui quá. Ok. Vui quá, ok. Dìu lại. Thôi về thôi. Ok. Mày có thích không? Mày có thích đá bóng không? Chút. Ok. Hả? You love me? Huh? You love me? And you too. Rất hài hước. Hello. Chào các bạn nhé. Kết thúc video ngắn ở đây nhá.